đối với một cái nhà cung cấp á, họ vẫn có thể cung cấp cho bạn một sản phẩm, một bộ mã nhưng có nhiều phiên bản khác nhau về chất liệu, và mỗi chất liệu nó sẽ có một giá thành khác nhau, và hơn hết nữa cũng không phải là duy nhất một cái nhà cung cấp đó, mà bên cạnh đó nó có rất là nhiều nhà cung cấp khác. Thế nên là việc so sánh về giá cả cũng như chất liệu của sản phẩm thì nó cũng giúp bạn một phần nào đó đỡ hoang mang, và bạn hiểu rõ là bạn cần cái gì, bạn muốn cái gì, để khi mà đi nhập hàng bạn sẽ không còn đắn đo nữa. Nhập siêu như thế nào để nhận được hàng hóa đúng như mẫu trên hình đã đặt? Đây là một trong những cái vấn đề mà mình thường xuyên gặp phải khi mà tư vấn khách hàng. Khách hàng luôn luôn có những cái lo sợ là không biết phải nhập siêu như thế nào. Đối với những khách hàng mà mới bán hàng đó nha, thì họ luôn luôn là không biết cái cách thức nhập siêu như thế nào là hợp lý, và họ lo lắng rằng là sẽ bị lầm giá, tại vì có rất là nhiều mức giá khác nhau trên thị trường, và cũng như là họ lo sợ là sẽ bị lừa đảo. Đây cũng là một cái vấn đề mà thường xuyên xảy ra. Tại vì sao? Hiện tại do là có quá nhiều những cái nhà cung cấp họ tạo ra chỉ để lừa đảo, chỉ để chiếm đoạt tài sản hay là chiếm đoạt tiền của cái người tiêu dùng thôi, mà không có bán cho họ những cái sản phẩm đúng như họ mong muốn, cũng như là không có giao sản phẩm luôn. Thế nên là việc tâm lý khách hàng lo sợ bị lừa đảo cũng là chuyện hết sức bình thường. Và làm sao để khắc phục cái tình trạng là sợ bị lừa đảo thì mình cũng đã chia sẻ ở những cái video trước rồi, các bạn có thể xem lại cụ thể hơn về vấn đề này ha. Và cái điều lo sợ cuối cùng á, thì thường là khách hàng luôn lo lắng là không biết khi mà mình nhận hàng cái sản phẩm có đúng như cái mẫu mã trên hình ảnh mà mình đã đặt hay không, và họ luôn sợ rằng nhận được những cái sản phẩm chất lượng kém hoặc là những cái sản phẩm nó không phù hợp, nó không đúng với cái nhu cầu sử dụng của họ. Thì để giải quyết được cái tình trạng này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách. Cái cách đầu tiên là các bạn phải tìm hiểu rõ về sản phẩm, tìm hiểu về giá, tìm hiểu về nguyên liệu, chất liệu và phụ liệu. Tại vì sao? Đôi khi đối với một cái nhà cung cấp á, họ vẫn có thể cung cấp cho bạn một sản phẩm, một bộ mã nhưng có nhiều phiên bản khác nhau về chất liệu, và mỗi chất liệu nó sẽ có một giá thành khác nhau, và hơn hết nữa cũng không phải là duy nhất một cái nhà cung cấp đó, mà bên cạnh đó nó có rất là nhiều nhà cung cấp khác. Thế nên là việc so sánh về giá cả cũng như chất liệu của sản phẩm thì nó cũng giúp bạn một phần nào đó đỡ hoang mang, và bạn hiểu rõ là bạn cần cái gì, bạn muốn cái gì, để khi mà đi nhập hàng bạn sẽ không còn đắn đo nữa. Và đối với hình thức mà mua hàng trực tiếp á, thì các bạn có thể đến tận nơi để thẩm định được chất lượng của sản phẩm. Nhưng mà đối với cái hình thức mà mua hàng online á, và bây giờ hầu như là cái việc mua bán hàng nó thì không mua online nhiều hơn, đúng không? Thế nên là việc mà các bạn thẩm định chất lượng sản phẩm nó cũng rất là khó khăn. Và cái cách thứ hai mà các bạn có thể thực hiện được đó chính là yêu cầu được xem hình ảnh trực tiếp hoặc là video clip về những cái hình ảnh thực tế nhất của sản phẩm, để các bạn có thể thẩm định nó dễ dàng hơn. Và khi mà các bạn biết rõ được cái sản phẩm trên thực tế nó như thế nào rồi, thì các bạn sẽ có một cái đánh giá về nó cụ thể hơn, nó chính xác hơn. Khi đó bạn mới có thể đủ cái sự yên tâm để bạn nhập hàng. Và cái cách thứ ba mà các bạn có thể thực hiện đó chính là khi mà các bạn chốt đơn mua hàng, thì các bạn phải chốt đơn dựa trên hình ảnh thực tế của sản phẩm, chứ đừng có chốt đơn dựa trên những cái hình ảnh mạng hay là những hình ảnh ảo nha. Tại vì chính xác là mình đã biết được những cái hình ảnh thực tế của nó, biết được cái sản phẩm thực tế nó sẽ như thế nào, có chất lượng ra sao, thì mình nên chốt đơn mà những cái hình ảnh thực tế đó luôn. Để nếu như trong trường hợp mà bạn có những cái gì đó mắc với nhà sản xuất đó, thì các bạn còn có cái để nói, đúng không? Và cái cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó chính là các bạn hãy luôn luôn lưu giữ lại những cái hình ảnh cũng như là thông tin về cái việc mua bán này đó. Và thứ nhất là về những cái hình ảnh hay là những cái đoạn trách trong khi các bạn chốt đơn, hoặc là hóa đơn, chứng từ, những cái biên lai rồi đó, thì các bạn nên lưu giữ lại cho đến khi bạn nhận được sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm đúng như mục đích mong muốn của bạn, thì bạn mới có thể bỏ đi những cái hình ảnh và những cái giấy tờ đó. Chứ nếu như mà bạn không lưu giữ lại những cái hình ảnh hay là biên lai đó, thì nếu như bạn nhận được một cái sản phẩm không ưng ý, không phù hợp, mà bạn có đem bạn nói với người ta nhưng mà không có cái gì để chứng minh xác thực được cái cuộc mua bán đó, thì người ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đâu. Đó là một trong những cái cách mà các bạn có thể áp dụng để có được những cái trao đổi mua bán và nhập sĩ nó tốt hơn, và nhận được đúng những cái sản phẩm như mình muốn. Và những cách này các bạn vẫn có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách là các bạn mua hàng để tiêu dùng sử dụng, chứ không riêng gì đối với việc nhập sĩ ha. Nếu như mà các bạn áp dụng tốt những cách này thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được những khách hàng đúng như là mình mong muốn, đúng hình ảnh, đúng kiểu dáng và đúng màu sắc mà mình mong muốn. Và bên cạnh đó các bạn còn có thể có được những cái nhà cung cấp hàng hóa nó với mức giá hợp lý nè, giá rẻ nè, mà chất lượng lại ok, chất lượng lại ổn định đó. Thì chung quy á, khi mà các bạn mua hàng á, ngay cả khi mà các bạn nhập hàng ra sỉ để các bạn kinh doanh bán hàng, hoặc các bạn là một người tiêu dùng, các bạn mua bình thường phục vụ mục đích của nhu cầu của mình thôi, nhưng các bạn vẫn luôn mong muốn là có được những cái trải nghiệm tốt và sản phẩm, đúng không? Đâu có ai mà muốn bỏ tiền ra để nhận được những trải nghiệm xấu đâu. Thế nên là các bạn có thể áp dụng cách này nha. Và dưới phần mô tả thì mình luôn luôn là đính kèm cho các bạn một cái link, những cái nguồn hàng với tính chất lượng, các bạn có thể tham
tham khảo thử, nếu như cần có thể nhập hàng tại nó. Và khi mà lựa chọn được một cái nhà cung cấp uy tín chất lượng á, thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong quá trình nhập sĩ. Và mình gửi tặng hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ một cái chi phí nào hết. Nên có thể click và xem và ủng hộ mình nha. Chúc mừng tất cả các bạn đã xem hết video cùng với Hà Phương. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.